Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập kế tiếp của Tarot Series mùa thứ 2. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tới một chủ đề không biết nữa nhưng mà chắc là sẽ có một số bạn rất thích, nhưng một số bạn thì cảm thấy không cần thiết. Đó là chủ đề tìm xem người yêu cũ của bạn đang nghĩ gì về bạn. Tất nhiên chủ đề này chỉ dành cho các bạn đã từng có người yêu cũ. Cái buổi ngày hôm nay thì mình sẽ kết hợp hai bộ là Tarot và Lenormand để cùng tìm ra suy nghĩ của một người. Việc phối hợp hai loại bài này để ra một trải bài, nó sẽ cho kết quả vừa chi tiết vừa chính xác mà lại còn thú vị nữa. Chi tiết như thế nào thì chờ một xíu nữa các bạn sẽ biết ha. Ba tụ bài ngày hôm nay á, sẽ phân tích kỹ xem là thứ nhất, người yêu cũ của bạn á có còn tình cảm với bạn hay không. Chắc chắn là các bạn muốn biết chuyện này rồi, mình biết mà, mình cũng muốn biết mà. Cái thứ hai á, là sẽ phân tích sâu xem là cái người đó hiện thời á, họ nghĩ gì về bạn. Nhiều khi á, một người họ còn tình cảm với mình, họ nghĩ về mình là đúng rồi, nhưng có một số người yêu cũ thì họ không còn tình cảm nữa, nhưng mà họ vẫn nghĩ về mình. Họ vẫn nghĩ về mình theo một cái cách nào đó khác. Thì vừa sử dụng Tarot vừa sử dụng Lenormand, chúng ta sẽ phân tích được sâu từng lớp suy nghĩ của người đó để biết được rằng là cái sự quan tâm của họ dành cho mình là đến đâu, họ có phải là một cái người tốt hay không, họ có đáng để cho mình không phải là quay lại theo kiểu yêu đương nha, mà họ có đáng cho mình coi họ là bạn và là một kỷ niệm đẹp hay không, hay là chỉ là một bài học rồi vượt qua thôi. Ba tụ bài ngày hôm nay thì như mình đã nói sẽ kết hợp giữa Tarot và Lenormand, và mình sẽ sử dụng bộ Tarot Sun and Moon, mặt trăng và mặt trời, bộ Tarot quen thuộc và yêu thích nhất của mình. Lenormand thì mình sẽ dùng một trong những bộ Lenormand truyền thống, Lenormand cổ, và mình sẽ chỉ sử dụng một lá Lenormand để đại diện thôi. Lenormand thì sẽ thường sử dụng trong cái trải ngày hôm nay để cho thấy là đối tượng đó còn tình cảm với bạn hay không, cũng như đi thẳng trực diện vào cái suy nghĩ của người đó. Còn Tarot thì sẽ phân tích những lớp suy nghĩ của người đó. Hai bộ bài, hai công năng khác nhau nha, hai trong bài ba, hai. Rồi, tụ bài thứ nhất là tụ bài hoa cúc. Tụ bài thứ hai là tụ bài, cái này là trái bí đỏ. Ôi trời, mình ghét ăn bí đỏ. Tụ bài thứ ba là tụ bài trái chuối. Mình cũng không có thiện cảm lắm với chuối. Các bạn tập trung, cố gắng tập trung và chọn ra cho mình cái vật mà các bạn thích nhất, cũng như là có ấn tượng tốt nhất trong ba thứ này, là hoa cúc, là bí đỏ hay là chuối. Rồi, ok, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào tụ đầu tiên là tụ bài hoa cúc. Wow. Cái lá Lenormand đại diện cho tụ bài hoa cúc là hình tượng heart, trái tim. Có vẻ như là người yêu cũ của các bạn chọn tụ này vẫn còn tình cảm với bạn á. Và cái tình cảm đó kiểu như sẽ không thể thay thế được á, giống như là ok, tôi đã từng có những cái kỷ niệm như vậy với bạn, thì tôi sẽ không thể nào có những cái kỷ niệm và cái cảm xúc giống như vậy với những người sau nữa. Cho dù tôi có kết hôn hay cho dù như thế nào đi nữa thì tôi cũng vẫn sẽ dành bạn là một cái vị trí rất là quan trọng trong trái tim của tôi. Cái heart này á là hình tượng về trái tim, thì các bạn cũng nhìn thấy rồi, hình ảnh nó lên tất cả. Thật ra cái lá này nó không phải mang ý nghĩa là họ còn muốn quay lại với bạn nha. Bạn còn thương, còn quan tâm, còn coi trọng một người nào đó, điều đó chưa chắc là bạn muốn quay lại với người đó. Mình cũng xin phép được nói rõ, đôi khi bạn yêu thích một cái, mình ví dụ nha, lúc mà bạn còn nhỏ đi, bạn rất là thích một cái loại đầm, một cái loại quần áo, một cái loại trang phục gì đó. Lúc nào bạn đi ra đường bạn cũng phải mặc cái kiểu đó, hoặc là bạn cũng phải xách cái túi đó. Nhưng mà khi mà bạn trưởng thành rồi thì bạn hiểu là ok, tôi từng rất thích cái đó, nhưng điều đó không có nghĩa là nó còn phù hợp với tôi nữa. Cái hurt này nó mang ý nghĩa như vậy. Người yêu cũ của bạn chọn tụ bài hoa cúc nè, có thể là coi bạn rất là quan trọng. Đoạn tình cảm của bạn dành cho họ và họ dành cho bạn là một cái gì đó rất là thiêng liêng trong cuộc đời họ. Họ luôn giữ bạn ở một cái vị trí quan trọng trong tim, và họ luôn quan tâm tới bạn một cách âm thầm hoặc là lộ liễu, tùy người. Nhưng mà chỉ cần bạn có vấn đề hoặc là bạn cần sự hỗ trợ giúp đỡ thì họ sẵn sàng ra mặt. Và tình cảm của họ dành cho bạn, họ biết cái cảm xúc đó gần như không thể nào lặp lại được nữa. Họ có thể quen người mới, họ có thể kết hôn, họ có thể có những trải nghiệm cảm xúc khác trong cuộc đời, cuộc sống mà. Nhưng họ biết bạn là một người đặc biệt. Sử dụng tarot để phân tích sâu hơn thì theo mình thấy hiện thời cuộc sống của người này lên đờ Sun và hai kiếm cho thấy cuộc sống của người này, người yêu cũ của bạn dường như đã cân bằng trở lại và đã bắt đầu có những cái tin vui mới trong cuộc sống. Tức là họ đã move on, họ đã bước ra khỏi cái nỗi đau về chuyện tình cảm cũ rồi. Phân tích sâu về suy nghĩ của người này dành cho bạn thì thấy là họ luôn hướng về mình như là một cái tia nắng ấm áp. Chỉ cần mình mở lời, chỉ cần mình lên tiếng, chỉ cần mình muốn làm bạn là với họ, hoặc là chỉ cần mình nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ, chỉ cần mình nói với họ thì họ 100% sẽ đồng ý nhận lời cũng như là giúp đỡ bạn vô điều kiện. Mình cũng thấy một cái lớp khác ở The Sun. Trong một cái nhánh suy nghĩ nào đó của người này thì họ thật lòng là có ý muốn quay lại. Nếu như hồi nãy, nếu mà chỉ lên một lá hurt của Lenormand thôi chúng ta sẽ không thể có đủ dữ kiện để khẳng định là người này có còn muốn quay lại với tôi hay không. Nhưng nếu sử dụng thêm tarot để phân tích thì The Sun, người này vẫn mong muốn được quay lại với mình. Chỉ có điều The Sun nó mang cái nghĩa bắt đầu một chương mới, mở ra một hành trình mới. Họ muốn quay lại với mình nhưng mà mình phải mới, hoặc là họ phải mới. Tức là những cái gút mắt khiến cho hai người chia tay nó phải được giải quyết rồi, hoặc là bạn đã trưởng thành lên một cái level nào đó khác và họ, hoặc là họ đã trưởng thành lên một cái level nào đó khác. Quay lại với nhau nhưng mà cả hai đã là một cái phiên bản mới rồi. Các bạn chọn tụ bài hoa cúc dường như là vẫn còn duyên sâu với là người yêu cũ đó. Để coi các bạn chọn tụ bài thứ hai là tụ bài bí đỏ có ý nghĩa gì đó tươi sáng hao giống vậy không hen. Để coi người yêu cũ của các bạn chọn tụ bài thứ hai đang nghĩ gì về bạn. Ôi thật là bí đỏ, ôi trời. Ok, thứ nhất quả nhiên là bí đỏ. Tức là sao? Cái người yêu cũ của các bạn chọn tụ bài số 2 hình như là sẽ dạy cho các bạn một cái bài học kiểu vô cùng là quan trọng trong cuộc đời luôn á. Khi mà các bạn gặp cái người này và các bạn bước ra mối quan hệ với người này rồi move on, tức là hoàn toàn bước ra khỏi mối quan hệ trong mặt tinh thần, tư duy, cảm xúc, thì các bạn sẽ nhận ra là ồ, không ai có thể dạy cho mình một cái bài học lớn lao như vậy cả. Bởi vì sao? Bởi vì người này quá phủ. Sau khi kết thúc mối quan hệ với bạn thì lên Rider cho thấy rằng là người này họ là người tư duy. Ok, nếu mà nói theo nghĩa tích cực nha, thì người này là người tư duy rất là lạc quan. Họ kiểu ok, thì tôi thích bạn, tôi yêu bạn, tôi quen bạn vào lúc đó, nhưng mà tình cảm là tình cảm. Khi tình cảm hết thì chúng ta chia tay, và tôi sẽ buồn vào lúc đó, nhưng mà rồi tôi sẽ vui trở lại và tôi sẽ quen một người khác. Mình không nói là người này xấu, mình chỉ nói là người này phủ thôi. Rider nó cho thấy, nó khắc họa hình tượng của một người ưa thích sự trải nghiệm, phiêu lưu, khám phá, thích đem niềm vui tới cho người khác cũng như là bản thân của mình, cũng như là bản thân của họ. Rider đồng thời còn cho thấy là trong chuyện tình cảm thì cái người này là một người quyết định rất là nhanh. Họ kết thúc nhanh, hoặc là họ kết thúc một cách dứt khoát, hoặc là họ tấn công một cách dứt khoát. Họ rất là biết họ muốn gì. Thật ra ở một khía cạnh nào đó thì Rider là một cái thể khá là tốt, không có nhây. Vậy là vậy, tôi thích bạn thì tôi nói tôi thích bạn, tôi không còn tình cảm với bạn nữa thì tôi sẽ nói thẳng, nó cũng kiểu khá là rõ ràng ấy. Nhưng mà yeah, tất nhiên là chúng ta đều muốn là người yêu cũ vẫn sẽ luôn nhớ tới chúng ta, đúng không? Nhưng mà riêng các bạn chọn tụ bà bí đỏ thì có vẻ điều này nó sẽ không có được thực hiện rồi. Phân tích sâu hơn thì cái người bí đỏ này nè, người bí đỏ có nhiều cái tính cách che giấu, nhiều cái suy nghĩ khó hiểu. Người này là một người nội tâm và khó nắm bắt. Họ ít khi nào thật sự hoàn toàn yêu ai một cách hết lòng hết dạ lắm. Họ chỉ dừng ở cái mức là tôi thích bạn, hoặc là tôi có cảm xúc với bạn, hoặc là tôi quen với việc có bạn hiện diện trong cuộc sống. Thế thôi. Cuộc sống hoặc là tâm tư của cái người này, của cái người yêu cũ của các bạn chọn tụ này nè, hơi khó hiểu. Và cũng không nên hiểu, tại vì càng hiểu sẽ càng rối. Khi mà họ bước, hiện thời bây giờ họ đã bước ra khỏi mối quan hệ với bạn rồi, và họ hoàn toàn cũng đã bước ra khỏi cảm xúc với bạn luôn rồi. Họ đang theo đuổi những cái mục tiêu mới, những cái tham vọng mới trong cuộc sống. Và lưu ý nha, những cái mục tiêu, những cái tham vọng này không hề liên quan gì tới chuyện tình cảm mới cả. Họ có những mục tiêu khác để chinh phục, ví dụ như công việc, tài chính, ví dụ như chuyện đi học, du học, chuyện định cư. Tức là một cái mục tiêu khá là lớn và đòi hỏi họ phải sử dụng rất nhiều năng lượng. Và thật ra họ thích như vậy. Họ coi bạn, họ nghĩ về bạn là một kỷ niệm trong cuộc đời họ, là một trải nghiệm trong cuộc đời họ. Chứ họ không xem bạn là một cái gì quá là đặc biệt. Nghe nó hơi buồn đúng không? Mà biết sao được, mỗi người sẽ có một quan điểm. Một số người rất coi trọng chuyện tình cảm, nhưng một số người họ xem chuyện tình cảm là một gia vị trong cuộc sống thôi, chứ không phải là phần tất yếu. Đối với cái mẫu người này thì chuyện quan trọng với họ là sự nghiệp nè, là tài chính nè, hoặc là một cái mục tiêu nào đó trên con đường thăng tiến của họ, chứ không phải là chuyện tình yêu, chứ không phải là người yêu. Đến một lúc họ gặp được một người phù hợp làm cho họ rung động thì họ sẽ nói thẳng: ê, tôi rung động với bạn đó, tụi mình quen nhau được không? Hoặc là tụi mình quen nhau cũng lâu rồi ha, tụi mình kết hôn nha. Rất là rõ ràng, rất là đơn giản. Đến nhanh, đơn giản. Ở lại lâu được với nhau thì là duyên nợ. Tư duy đơn giản. Người không hiểu thì sẽ gọi là phủ. Người hiểu thì hiểu thôi chứ biết sao giờ. Rồi, xong tụ bài bí đỏ. Một mối quan hệ như vậy thì sẽ dạy được cho bạn rất nhiều thứ, mình chắc chắn. Tụ bài trái chuối. Trái chuối thì không biết là bổ cho cái gì, nhưng mà nó rất ngọt. Cho nên hy vọng là suy nghĩ của người yêu cũ của các bạn chọn tụ bài trái chuối cũng sẽ ngọt nha. Hy vọng. Để coi. Theo tụ bài này thì người yêu cũ của bạn vẫn còn nghĩ tới bạn rất nhiều. Thậm chí theo tụ này thì có vẻ như người yêu cũ của bạn vẫn còn ở trong vòng tròn mối quan hệ của bạn đó. Vẫn là bạn bè, hoặc là vẫn là đồng nghiệp, hoặc là vẫn còn liên hệ với nhau nhiều. Lá bài Lenormand á, biểu trưng hình tượng này là hình tượng về một ngôi nhà, house, biểu trưng cho sự bền vững, ổn định, biểu trưng cho gia đình. Có hai nghĩa nha. Một á, là người yêu cũ của bạn vẫn còn là bạn của bạn, vẫn còn ở trong mối quan hệ, vòng tròn mối quan hệ của bạn. Ý nghĩa thứ hai á, là người này coi bạn là người thân, coi bạn là một người quan trọng, theo cái nghĩa là không bao giờ muốn gây tổn hại đến bạn cả, và nhìn nhận bạn là một người rất là tốt bụng, rất là gia đình. Họ coi bạn giống như là một người chồng, một người vợ luôn á, chứ không phải chỉ đơn giản là một người yêu qua đường nữa. House nó mang ý nghĩa về sự gắn bó, nó mang ý nghĩa về sự tôn trọng, nó mang ý nghĩa về một sự bảo vệ. Người này nghĩ về bạn là một cái gì đó rất là quan trọng như vậy luôn, dù là đã chia tay. Khác với lại các bạn chọn tụ bài hoa cúc thì các bạn chọn tụ bài trái chuối. Người yêu cũ của các bạn không muốn quay lại, hoàn toàn không. Dù là họ rất là coi trọng bạn, coi bạn là một phần trong cuộc sống nè, coi bạn giống như gia đình nè, rất là bảo vệ bạn, nhưng mà không muốn quay lại. Tại vì sao? Nếu như phân tích sâu về mặt tính cách á, về mặt suy nghĩ nữa, Thì người yêu cũ của các bạn chọn tụ trái chuối thì rất là tự do như một trái chuối. Trái chuối có tự do không vậy? Rất là thích tự do, rất là thích khám phá những điều mới, rất là thích ngao du, bốn bể, phiêu lưu. Còn rất là ham chơi và còn rất là sợ sự ràng buộc. Đó là lý do mà họ sẽ không quay lại đâu. Và họ cũng không muốn quay lại, họ cũng không muốn bắt đầu một mối quan hệ nào hết cả. Họ nghĩ bạn á là một nơi bình yên và an toàn. Nhưng họ tự thấy bản thân của họ nè, The Fool, vẫn còn rất ngây thơ và còn thích khám phá những điều mới lạ. Họ còn quá nhỏ để có thể gánh vác cái trách nhiệm ở bên cạnh bạn. Họ còn rất nhiều thứ muốn làm, muốn chinh phục. Trong khi đó bạn thì luôn ở đó. Không phải là nói là bạn đang sai đâu, không phải. Bạn không có gì sai khi mà bạn luôn sẵn sàng cả. Chỉ là bạn đã trưởng thành hơn họ quá nhiều. Bạn giống như học sinh đại học vậy, sinh viên đại học. Còn họ giống như học sinh cấp 1 vậy. Bạn không thể nào bắt họ tư duy giống như bạn được. Và họ cũng biết rằng là họ không thể nào tư duy giống như bạn được. Và điều đó sẽ làm cho cả hai đau khổ. Dù họ rất quan tâm tới bạn, họ rất coi trọng bạn, họ coi bạn là một mái nhà, một mái ấm, một nơi bình yên, một người bình yên, tốt bụng là the best, là điều tuyệt vời nhất. Nhưng họ sẽ không muốn quay lại vì họ còn nhiều niềm vui khác trong cuộc đời này. Tụ bài của mấy bạn chọn trái chuối có vẻ như là khuyên các bạn hãy bước tiếp, sống vui vẻ, chọn những người cùng tầng mây với các bạn, cùng quan điểm với các bạn. Nhiều khi á, đến với nhau, đi chơi, hẹn hò, dừng ở đó thì sẽ rất là vui. Đừng nghĩ về quá khứ mà buồn nữa. Hai bạn đã cho nhau những kỷ niệm rất là tuyệt vời rồi. Và chắc chắn bạn đã dạy được cho người yêu cũ của bạn rất nhiều bài học thấm thía, mình chắc chắn luôn á. Và họ sẽ không bao giờ quên bạn đâu. Ok, vậy là đã xong 3 tụ bài ngày hôm nay. Chúng ta đã phân tích được suy nghĩ của người yêu cũ về mình rồi. Các bạn chọn tụ hoa cúc thì có thể cân nhắc về chuyện quay lại. Cân nhắc nha, chỉ là cân nhắc thôi. Các bạn chọn tụ bí đỏ thì chúc mừng các bạn đã có một đoạn tình cảm, một giai đoạn rất là học hỏi được rất là nhiều, giống như ăn canh bí đỏ vậy. Bổ sung rất nhiều dưỡng chất cho não và phát triển trí thông minh, phát triển một cái tầng tư duy nào đó, có khả năng nhìn người tốt hơn. Các bạn chọn tụ trái chuối thì mình vừa mới nói xong. Thay vì như tụ bí đỏ là được học thì các bạn đã dạy được cho người khác rất nhiều. Người yêu cũ nghĩ gì về chúng ta không có quan trọng. Mối quan hệ cũ như thế nào thật ra nó cũng đã kết thúc rồi, nó cũng không quan trọng đâu. Quan trọng là các bạn, thứ nhất là đừng ghét bỏ người yêu cũ. Họ có thể đã rất sai khi quen bạn, đã làm những điều gây tổn thương đến bạn. Nhưng mà bây giờ có thể họ đã khác rồi. Chúng ta thay đổi thì họ cũng sẽ thay đổi. Nên nếu có một cái cơ duyên nào đó lỡ mà gặp lại nhau, hay là có một cái sự kiện nào đó mà có gặp lại nhau, thì hãy mở lòng trò chuyện lại với họ. Thêm bạn bớt kẻ thù mà. Và tha thứ cho họ. Đó cũng là một cái cách để tha thứ cho bản thân của mình nha. Ok, vậy là chúng ta đã kết thúc trải bài ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi đến cuối buổi. Nhớ like và subscribe kênh YouTube của CGV nha. Đừng quên để lại comment cho mình biết để mình nghe, để mình đọc được những cái ý kiến của các bạn, cũng như là biết được là sắp tới nên làm những chủ đề gì cho các bạn coi. Thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần trên YouTube của CGV, các bạn đều sẽ được nhìn thấy mình, nghe mình và cùng xem trải bài. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình kế tiếp nha. Bye bye.